Xin chào đại gia đình ạ. Cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi ơi, đâu ai chung tình được mãi. Hey, Say Hi xin gửi lời chào tới các anh chị cô chú đang có mặt trong cái buổi livestream của DC Beauty hả? À, em Yến Du My ngày hôm nay nha cả nhà yêu ơi. Hey, đúng rồi, hôm nay một mình nhưng không sợ cô đơn nha. Bên mình ngay dạy trường, cà phê sớm với tôi được không? Chơi với qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm mai đang ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lăng thinh, một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau, vì riêng mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Giờ chầm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Hey, cái như là công chúa hả? Dạ, công chúa nhỏ của đại gia đình đó ạ. Em là công chúa nhỏ của các anh chị đó các anh chị ơi. Các anh chị lì xì cho em chưa? Cảm ơn ạ. Nguyễn Núi, số điện thoại đầu tiên. Đỗ Thị Trang, Phương Tử. Hello chị dâu. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lang thinh, thương một người đâu hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng yên sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chầm vào nỗi nhớ vu vơ. Hey, giang giang diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Thì yên thích một mình nhưng sợ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em coi những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mà. Một mình nhưng sợ cô đơn, đúng rồi á. Thích một mình nhưng mà sợ cô đơn. Nhưng mà không sao, lên đây gặp các anh chị làm gì mà cô đơn nổi, đúng không mọi người? Hello chị Tiên, mà lem. Hello chị Sa Băng. Wow, bài hát đầu tiên các anh chị đã kéo em lên rồi. Thì mọi người nhớ kéo em mạnh mạnh lên nha mọi người. Kéo em mạnh mạnh lên một chút xíu nha mọi người. Wow.
rỡ quá, đúng rồi. Hôm nay phải rực rỡ nha mọi người. Hôm nay phải rực rỡ hơn. Tiếp tục là một bài hát thật là, hôm nay em bận đồ trắng đúng không? Cho nên em hát bài Trang Giấy Trắng được không cả nhà yêu ơi? Mặc dù giọng hôm nay của em nó rất là yếu mọi người, cho nên là có nhiều cái nốt em lên không được á, các anh chị thông cảm bỏ qua giúp em miếng nha cả nhà yêu ơi. Love you cả nhà. Hey! DC Mãi Đỉnh. Đúng rồi, DC Mãi Đỉnh. Yến Hạt Tiêu hả? DC Mãi Đỉnh. Mua hàng cứ mạnh dạn để số nha cả nhà yêu ơi. Em thấy hết số điện thoại của anh chị ạ. Em nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng. Em vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Nguyện thề đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Trang giấy trắng đó đến đây hào ngày, vì anh xa em ra đi chốn này. Em ở đây này cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà người sao em xa luôn tầm tay. Hứa quay về sau em chờ hoài chẳng thấy. Anh hỡi, mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ, một ngày nhớ thế. Đến bây giờ người về, người lại bước đi bên nơi bên kia, để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây ông em biết anh có nghe, chỉ riêng mỗi em mãi mong chờ anh, mà sao anh đã người về mà tình không về. Vui quá mọi người ơi, mới bài hát thứ hai mà các anh chị đã cổ vũ nhiệt tình cho em Yến Yumi quá trời. Nãy giờ em Yến Yumi nhận được rất là nhiều lời khen của các anh chị, làm cảm thấy vui luôn mọi người. Đó, nở mũi lúc này, khen nhiều quá nở mũi lúc rồi. Hey! Hello Hằng Lê, Hòa Phương, cảm ơn các anh chị. Hello chị Hai Cẩm Thu, nhỏ mà có vỏ hả? Em nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng. Em vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Nguyện thề đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Trang giấy trắng đó đến đây hào gầy, vì anh xa em ra đi chốn này. Em ở nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà người xa em xa luôn tầm tay. Hứa quay về sau em chờ hoài chẳng thấy. Anh hỡi, mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ, một ngày như thế. Đến bây giờ người về, người lại bước đi bên nơi bên kia, để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây ông em biết anh có nghe, chỉ riêng mỗi em mãi mong chờ anh, mà sao anh nhớ người về mà tình không về. Mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ, một ngày như thế. Đến bây giờ người về, người lại bước đi bên nơi bên kia, để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây em biết anh có nghe, chỉ riêng mỗi em mãi mong chờ anh, mà sao anh nỡ người về mà tình không về. Hello cô Quân Nga, Thu Hồ, Trương Dương, Khánh Ngân, Hoa Gọi Vân, Nga Lê. Đã thấy số điện thoại của Nga Lê, cảm ơn Nga Lê. Những anh chị ơi, những anh chị nào mình mua hàng thì mình cứ để số bên dưới, Yến vẫn thấy hết cho mọi người. Hát thì hát chứ vẫn thấy được hết tất cả bình luận của các anh chị luôn.
Hello Nhung, ở gì Hùng Trân hả? Ba ba la ba la ba 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 ba. Hello chị giàu nha, buổi tối dễ chịu ơi. Người về mà tình không về. Hôm nay một mình em gái mọi người ơi, hôm nay một mình à. Cánh chị mình lì xì chia sẻ mạnh mẽ hơn cho em gái được không mọi người? Yến thấy chị không thấy hết, thấy chị thanh liêm đàng hoàng, thấy chị thanh liêm dễ thương đàng hoàng, thấy hết mọi người. Cảm ơn Lan Như, các chị ơi, mình lì xì mạnh mẽ hơn cho em Yến Dung My được không ạ? Có những cái chị nào mình mua hàng thì mình dạng để số bên dưới cho em nha. Ít nhưng dài lâu đi chị, chốt đơn. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé anh người ơi. Em sẽ bên anh yêu anh những khi anh buồn, em sẽ ru anh cho anh yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn em luôn giữ anh trong lòng, dành tròn con tim nguyện trao đến nay. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tan, anh nhớ ánh sáng soi cho đường tình em không sai lối. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán than, chỉ cần anh vui đối với em vui thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần hơn xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà anh ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Con số 2 đầu tiên. Vâng ạ, xin cảm ơn các chị một lần nữa rất là nhiều. Xin cảm ơn tấm chân tình của các chị đã dành cho em nha. Rap đi Yến ơi hả? Lên bài cho Yến rap liền đi. Dễ thương quá hả? Cảm ơn Trần Diễm, Phương Huy, Phương Thảo. Hello Chiêu Văn Cường. Tối nay ở TikTok có chứ Thanh Liêm. 9:30 ạ. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé anh người ơi. Em sẽ yêu anh, ôm anh những khi anh buồn, em sẽ ru anh cho anh nhìn giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn em luôn giữ anh trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến anh. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tan, anh nhờ ánh sáng soi cho đường tình em không sai lối. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán than, chỉ cần anh vui đối với em vui thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần hơn xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà em ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tan, anh như ánh sáng soi cho đường tình em không sai lỗi. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán than, chỉ cần anh vui đối với em vui thôi. Đôi khi những lúc vui và giận hờn xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không sáng dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà anh ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Hey! Do re mi fa sol la si. Chị bên lì xì mạnh mẽ hơn cho em gái được không mọi người? Mạnh mẽ hơn đi ạ. Yêu cầu bài hát giúp em luôn mọi người ơi. Hát không biết hát bài gì luôn ạ. Nay như công chúa hả? Trời ơi, lì xì mạnh mẽ hơn cho em được đi. Lì xì mạnh mẽ hơn cho em đi mọi người. Hello Hưng nè. Hôm nãy em nói hát bài gì em có mất tiêu. Ít nhưng dài lâu đúng không? Ok. Các anh chị lên bài đi. Bài nào mà em hát được là em sẽ cố gắng phục vụ cho các anh chị tới mình luôn. Hello chị Minh Kim Quế nè. Em ơi đừng khóc bóng tối, chiếc mắt sẽ bắt em đi hả? Hello Trang Nguyễn. Dễ thương với chị Trang ơi.
Anh chị ơi, ly xì mạnh mẽ cho em gái đi ạ. Ủa ơi, hôm nay các chị chơi tới bến là em tới bến với các chị luôn, mặc dù một mình nha. Trang giấy trắng nhật ký em lưu sau đây những thói quen anh mỗi ngày, hay hơn ghen dân dỗi trên lối đi trên đường về khi anh xuất say em ngồi đây. Khi điều em sợ nhất lạc mất anh nơi đông người, quen nắm tay anh mất rồi. Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, em yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé, không nhiều, vì từng chiều thường hay đứa đón đón anh đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỡi, để hứa ta quen nhau, để đêm đêm cất sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé, không cần nhiều thật nhiều, vì em đã hứa hứa sẽ mãi bên anh đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé anh hỡi, mất biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ chưa có thật mau. Ít nhưng mà sao ạ? Dài và lâu hả? Nhiều thì nó mau hết đó mọi người. Điểm cần là dài và lâu mọi người ơi. Hey! Cha la cha la cha. Yeah, cảm ơn Hamilton, cảm ơn những lời chúc của các anh chị ạ. Hôm nay một mình nè, nhưng mà không sao, quẩy tới bến đi các chị luôn. Xa xa, đứng xa xa thì phải thấy hết bình luận nha, thấy hết á. Mai này trang giấy trắng nhật ký em lưu sau đây những thói quen anh mỗi ngày, hay hơn ghen dân dối trên lối đi trên đường về khi anh xuất say em ngồi đây. Khi điều em sợ nhất là mất anh nơi đông người, quên nắm tay anh mất rồi. Khi điều anh thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, em yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé, không nhiều, vì từng chiều thường hay đứa đón đón anh đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỡi, để hứa ta quen nhau, để đêm đêm cất sâu những yêu thương nhịn màu. Ít thôi nhé, không cần nhiều thật nhiều, vì em đã hứa hứa sẽ mãi bên anh đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé anh hỡi, mãi biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ chưa quá thật mau. Ít thôi nhé, không nhiều, vì từng chiều thường hay đứa đón đón anh đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỡi, để hứa thôi quen nhau, để đêm đêm cất sâu những yêu thương nhịn màu. Ít thôi nhé, không cần nhiều thật nhiều, vì em đã hứa hứa sẽ mãi bên anh đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé anh hỡi, mãi biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Một mình các chị mình lại xì cho em được 3k không mọi người. Hey, tòng phu đi hả? Đang máu lửa, đợi em tòng phu thì đợi cho em chút xíu nữa nha. Kính chị mình ơi, lì xì mình mẽ hơn cho em đi mọi người. Em nên dừng lại hả? Sao cộng 5 dữ vậy ta? Muộn phiền là chịu, ta thích ở bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bọn bè đang sống những nụ cười, tháng trách gió em chẳng chịu thương anh đến nơi.
Dạ cảm ơn các anh chị cô chú ạ. Lâu lâu thay đổi phong cách một chút xíu các anh chị. Đó, cái này các anh chị khen quá trời luôn. Đó, lúc thì kiểu như là cá tính mạnh mẽ, lúc thì vợ mình là bánh bèo một chút xíu mọi người. Đầy đủ màu sắc. Nhiều lần thấy anh khóc, khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm anh vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu anh chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao anh cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi anh vui hay buồn nãy đâu. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Em nghĩ là anh nên dừng lại đi. Thôi anh đừng nặng lòng cô ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối anh đau đêm về lại không. Sao anh không nhìn về tương lai? Hình hài là một nhánh hoa dài, gió xanh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫy. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ngỡ bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bọn bè đằng sau những nụ cười. Tháng trách gió em chẳng chịu thương anh đến. Dạ xin cảm ơn các anh chị Hưng Khánh, Nguyễn Phạm Dung, Lê Bảy, là Phương Huê nè. Thấy hết cái bình luận của anh chị luôn. Anh chị ơi, anh chị nào mình mua hàng thì vui lòng cứ để lên số điện thoại bên dưới cái live stream này với ba miếng nha cả nhà. Ngày mai bên đây sẽ có chuyên viên gọi điện cũng như là tư vấn cho các anh chị á. Hey! Chiều like tiếp nè. Tại sao anh cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi anh vui hay buồn nãy thơ. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Em nghĩ là anh nên dừng lại đi. Thôi anh đừng nặng lòng cô ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng anh buồn, tối anh đau đêm về anh không. Sao anh không nhìn về tương lai? Hình hài là một nhánh hoa sai, gió xanh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫy. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ngỡ bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bọn bè đằng sau những nụ cười. Tháng trách gió em chẳng chịu thương anh đến nơi. 2,8 rồi, lên số 3 luôn đi mọi người. Đó, lên số 3 luôn đi mọi người ơi. Mới 25 phút đầu tiên à mọi người, cho em lên số 3 đi mọi người. Bài gì nhỉ? Bài gì mọi người? Wow. Đôi khi ta gặp nhau. Lên luôn đi Yến ơi. Dạ lên luôn 3K rồi đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Tôi muốn mua hàng ok Nguyễn Chất đã thấy số rồi. Các anh chị nào muốn mua hàng đơn giản lắm, không có gì phải cầu kỳ, gì phải khó khăn hết mọi người. Chỉ cần sao để lại số điện thoại giúp em. Cứ để số điện thoại giúp em là được nha các anh chị ơi. Đó. Các anh chị mình lì xì mạnh mẽ hơn cho em Yến đi cả nhà ơi. Lì xì cho mạnh mẽ hơn đi ạ.
Đàn bà đi chị, bài gì lạ quá không biết rồi. Bài hình như đàn bà cũ, chị Băng biết hát chứ em không biết hát. Bài đó nó ballad mà. Trời đang quẩy mà, đang sung mà. Mấy bài ballad thì nhẹ nhẹ là để cua giữa giữa like hoặc là cuối like nha cả nhà. Cảm thấy mệt sương sương rồi đó. Hôm nay giọng em hơi đuối cho nên hát nó bị chớt nhiều cái lắm. Anh chị ơi, thông cảm giúp em nha. Đừng bắt bẻ em, tội nghiệp em mọi người. Em đã quẩy nhiệt tình với anh chị lắm rồi. Tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai. Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai, nay lôi về sao bàn chân nào nề. Rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thơm cay. Giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng rồi chỉ mình ta đơn đầu. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau tương lai hứa phút cuối sẽ lại được không? Gặp lại nhau chỉ hôm nay để em phải nhớ phải buồn. Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, nếu cho em quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Em thầm mong không gặp anh, nhưng mà em thầm mong sẽ gặp anh chị sao ạ? Sớm hơn không gặp anh tại vì anh làm em đau khổ, nhưng mà gặp anh chị thì sao? Làm cho em lúc nào cũng vui vẻ hết, cho nên gặp anh chị sớm hơn em rất là thích. Là trời ơi, không tin nổi luôn. Số 4 hả mọi người? Xin mọi người lên số 3 mà ai vậy mọi người? Yêu thương quá cho nên số 4 luôn mọi người. Đây chị Nguyệt dậy nè. Đá chân rồi. Rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thán cay. Giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng rồi chỉ mình ta đơn đau. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau tương lai hứa phút cuối sẽ lại được không? Gặp lại nhau chỉ hôm nay để em phải nhớ phải buồn. Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, nếu cho em quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau tương lai hứa phút cuối sẽ lại được không? Gặp lại nhau chỉ hôm nay để em phải nhớ phải buồn. Mẹ yêu, nếu cho em lựa chọn một lần nữa, nếu cho em quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, nếu cho em quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Yeah! Hất chân đi hả? Hất chân của chị Minh Nguyệt hả? Hất gì nè mọi người? Em không biết hết, em thất em té cái đùi luôn á. Cha la 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 la, cha la la la. Trời ơi, tính nghỉ rồi đó, mọi người lên nhiều vậy. Linh em hả? Vợ em mà like được khung 9 giờ. Hôm nay hai tụi em bị chia ra mọi người. Một mình miếng quẩy tuyệt vời hả? Dạ, cũng mệt lắm á. Đấy, nhưng mà các anh chị tự nhiên các anh chị ủng hộ nhiệt tình quá cho nên em cũng cảm thấy em sung nhẹ nhẹ mọi người. Vì sao em phải khóc? Sao anh mua hóa loại không tặng, không thấy tặng cái gì? Ủa anh Tuấn, anh để số điện thoại giúp em, anh mua cái gì bên em, anh để số bên em tra đơn của anh nha anh Tuấn ơi. Anh Tuấn. Hát rap đi Yến, nãy giờ các anh chị cứ em rap hoài một mình em mà. Một mình em rap bài gì trời? Vì mẹ em bắt chia tay nhưng mà có lẽ là không biết hát được không, tại vì có một mình em à. Bài đó phải song ca mới được. Nhưng mà thôi kệ em cố nha. Để em cố thử nha mọi người. Sân khấu này của em hả? Ok anh Tuấn, để em kêu bên em kiểm tra đơn của anh Tuấn như thế nào nha anh Tuấn ơi.
Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải tốt lên hài hước như lúc này, rằng mẹ anh bán chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Có gì đâu mà phải khóc, không có em thì sẽ có người khác. Tình nào mà tình chẳng dang dở, vui rồi cùng lên lúc phải tệ nhạc. Anh nghĩ nhiều làm gì chứ mệt đâu, cứ mặc định em là nhỏ tệ bạc. Thưa biết hạnh phúc của anh là kim cương, nhưng lại không thể trở thành người trẻ tác. Một phần em muốn tập trung cho sự nghiệp, nên tình cảm này em buồn phải từ tuyệt. Mặt khác em sợ cảm giác phải yêu xa, mình không tới đâu cũng khó làm từ biệt. Trong mắt em anh thật sự rất tuyệt, dù rằng hai đứa không hợp nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc, mẹ của anh bắt anh phải chia tay. Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc, mẹ của anh bắt em phải chia tay. Mẹ của em bắt em phải chia tay. Yeah, cảm ơn mọi người. Ủa, lên nữa rồi hả? Trời ơi, tình cảm anh chị giao em nhiều quá rồi. Thật sự mình không biết đáp trả làm sao ngoài lời cảm ơn các chị ạ. Cảm ơn và xin cảm ơn. Mẹ của em bắt em phải chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng thà đừng gặp, ok anh ơi. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người ép ai. Sẽ chẳng phải tốt lên hài hước như lúc này, rằng mẹ anh bắt chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp anh ơi. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Em sẽ chẳng phải tốt lên hài hước như lúc này, rằng mẹ anh bắt chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một con gì đâu mà phải khóc. Không có em thì sẽ có người khác à. Tình nào mà tình chẳng chán dở, vui rồi cùng đến lúc phải tệ nhạc. Anh nghĩ nhiều làm gì chứ mệt đâu, cứ mặc định em là nhỏ tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của anh là kim cương, nhưng lại không thể trở thành người chế tác. Một phần em muốn tập trung cho sự nghiệp, nên tình cảm này em buộc phải cự tuyệt. Mặt khác em sợ cảm giác phải yêu xa, mình không tới đâu cũng khó lòng từ biệt. Trong mắt em anh thực sự rất tuyệt, dù rằng hai đứa không hợp nhau là mình. Anh giấu yêu ơi, sẽ có một ngày. Bài hát thôi nha, đã thử nha. Mua hàng nhớ để lên số điện thoại bên dưới cho miếng nha mọi người ơi. Và tư vấn collagen tình lê, để số điện thoại giúp em đi Trinh Lê ơi. Để số điện thoại giúp em tư vấn cho anh chị Túc Lai rồi mọi người. Nhanh cái tay đi. Mua hàng thì sắp hết khuyến mãi rồi nè, trời đất ơi. Về thôi hãy theo em, nên lối ăn năn ta thoát cơn mê. Cùng sát nhau về. 15 tuổi sẽ dùng được sữa rửa mặt nha em rồi. 15 tuổi là cái độ tuổi dậy thì á, cho nên là mình phải làm sạch da mặt. Mình phải cần thiết làm sạch da mặt nha, tại vì dễ bị mụn lắm mọi người. Tuổi dậy thì là nếu mình không biết cách chăm sóc da là dễ bị mụn lắm nha. Cho nên 15 tuổi có thể sử dụng sữa rửa mặt nhà em 250 một tip, mua hai được tặng một đó. Mua ba là đáng lẽ là 750, nhưng mà nhà em chỉ lấy cánh chị 500.000 thôi. Bỏ ra 500.000, các anh chị mình cứ thích lấy 2 tiếp sữa rửa mặt, lấy tế bào chết cũng được, hoặc là 2 tẩy tế bào chết lấy sữa rửa mặt cũng được. Cứ miễn sao lấy 3 tiếp lấy 500.000 mọi người nha. Mua hàng nhà em nhớ phải để số, không để số nhà em không chốt đơn được đâu mọi người. Không có số nhà em không có chốt đơn được đâu cả nhà nha. Hello Cúc Vũ, Sang Nguyễn, Lê Thị Nhâm, Sơn, cảm ơn chị Hương nè. Những dòng sản phẩm nhà em là cánh chị mình cứ yên tâm là nhà em là bao đổi trả đến với DC Beauty mọi người, đừng có lo về cái chất lượng nha. Tại vì cái chất lượng làm lên thương hiệu nhà em mọi người. Chất lượng sản phẩm nhà em là làm lên thương hiệu nhà em mà, cho nên nhà em là không có lo gì hết á. Mọi thắc mắc của anh chị là cứ phản hồi trực tiếp bên nhà em, tại vì nhà em đâu có phân phối bất cứ một cái chi nhánh hoặc là đại lý nào đâu, cho nên là không cần phải qua trung gian hoặc là cái gì hết trơn á. Cái gì cứ về nhà em, sử dụng collagen nhà em như thế nào đó, tăng cân nhà em như thế nào đó, các anh chị cứ phản hồi trực tiếp nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Ai cần được tư vấn gì thì cứ để số giúp em nha. Ngày mai bên em sẽ có chuyên viên
Nhà em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho các anh chị nữa. Hồi nãy là ta hãy chung đôi, bài hát là ta hãy chung thân. Nghe nghe cái muốn đi tù. Ủa này hát trong chung thân hả? À? Đâu phải không? Ủa hả? Trời hát chung thân á mọi người, thấy gái gì ghê trời. Ta hãy chung đôi hay chung thân gì thấy ghê vậy? Chung đôi mà đi chung thân. Trời ơi. Chung thân đó. Đúng rồi mọi người, nhớ là mua hàng để số điện thoại bên dưới cho em nha mọi người ơi. À, nếu không có gì nữa thì em sung xuống nha. Nhường like chứ để cái bên khủng bố hoài mọi người ơi, khủng bố nhức đầu quá đi à. Rồi chuẩn bị bắn em nữa rồi mọi người. Chuẩn bị lấy vũ khí bắn em nữa rồi mọi người ơi. Đó chuẩn bị bắn em nữa rồi mọi người. À, cho nên là thôi em xin tạm dừng chương trình âm nhạc của chúng ta tại đây nha mọi người nhé. Để mà nhường like lại cho Linh Linh em với lại Nhật Lệ nha mọi người. Hả? Cái gì vậy trời? Đâu cần đèn nháy đâu, cái vũ đạo người mình hát nãy giờ hát vũ đạo. Giờ nó là có vũ đạo đồ, ánh đèn nhấp nháy đồ đó. À. Bây giờ xin kết thúc chương trình tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người, nếu em kết thúc chương trình mọi người vẫn có thể để số được bên dưới nha. Bây giờ thì sao ạ? Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Xuống được chưa? Xuống nha. Trong nắng nhẹ buffet hả? Cảm ơn ạ.